Tất cả anh em nha đang xem video này, cũng như anh em đã từng kết bạn qua Facebook, Zalo của mình, kênh YouTube của mình, thì giờ chào số anh em mới luôn. Trong mình nói tiếp hết, ai cũng tiếp. Anh em xem chơi cũng được, không mua cũng được, không quan trọng. Mình thì chỉ giới thiệu cho anh em biết thôi. Còn chuyện quyết định mua là của anh em, tin tưởng thì giao dịch, còn không thì thôi. Mình không có nói nhiều. Ha. Đây mình về được mấy cái củ đề riêng 125, hàng tháo xe, bao êm, bao chưa mở đít, 650 đến 700 tùy theo, 650 đến 700. Còn IC riêng 125 đây, chấm cao. Sáu trăm IC rim 99, 950. Phục thì đa số mình lấy đời cao nha anh em. Đây mình lấy hàng tháo xe, cái đá nó nằm đây chỗ 21m á, 2021. Phục sim hết, chân đẹp. Đi coi số anh em thì còn không biết nha, hàng theo xe nó có chữ B ngay đây, chữ B ngay dấu chấm này, còn hàng mới rồi nó có dấu chấm chứ nó không có chữ B. Thì phục thì một cặp 1,4 triệu, chuyển khoản bao ship, có tự trả phí, anh em tự chọn giao dịch, không có ai ép hết. Mình một cặp 1,4 triệu anh em, mình muốn ship code hoặc là chuyển khoản đều được. Nói chung mình thì chuyển khoản chỉ có khách trên trang cá nhân mình thôi, còn YouTube thì không ai dám chuyển đâu. Thật sự thì cũng có nhiều thành phần lừa đảo đó nè, mình không nói nhiều. Anh em nào tin tưởng thì giao dịch, còn không thì chỉ nhận hàng trả tiền. Đây sơn si đẹp luôn, cái đát nó nằm đây nghe nè, 20 sơn si đẹp, ti đẹp. Để số điện thoại của mình cho nó đây, chiều 7. Còn mấy cái mô bin này thì 300 cái, luôn cái điếu. Anh em xem thoải mái nha. Anh em nào cần mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Số đó có Zalo luôn, mua thì liên hệ đó để mình dễ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em coi. Còn bình thường anh em coi sơ gì thì chắc không rõ đâu, nhưng mà nhiều anh em muốn mua thì sẽ phải gửi hình ảnh chi tiết của món đồ đó. Mình thì không có bán hình ảnh đồ nào thì hàng đó thôi, hình nào á thì hàng đó, chứ không có lấy hình cũ để bán. Vì vậy anh em nào muốn mua thì liên hệ trực tiếp nó dễ hơn, mình sẽ gửi hình ảnh trực tiếp qua. Ok thì giao dịch, còn không thì lướt, chuyện nhỏ, vui vẻ là chính, không quan trọng, không nhất thiết là phải bán cho bằng được món hàng khi mà khách không muốn. Phương châm của mình là khi nào mà khách gớt tiền mà cảm thấy vui vẻ thì mới bán, chứ còn khách gớt tiền mà không vui vẻ mình cũng không bán nữa, bởi vì mình không có nhận cọc là vậy. Cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Anh em nào mến thì đăng ký kênh ủng hộ, còn không thì lướt qua vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha.